Mới đi thì buồn dưng cái chồng dây ta bạn tại tao mà mua lên đấy cái dù là how does a computer work là computer nó về tầm là ca dạng mạnh bạn chẳng là ông hay đăng là computer dân tầm là ca ba này sao ấy là đấy sao sao còn ai Ba đang là Lucrovan. computer dương tầm la ba này sao ai khóa đấy computer dương tầm la Ba cao ba Lucrovan này và sao tay ai nhóm đất. khóa Đời xa hardware năng software Ba Lucrovan. Đời xa pi. bạn ở cũng là đời Hardware xa năng software luôn. pi chẳng ở cũng chăng bạn dân tâm trái ấy chẳng computer dân ai tầm la cao từ một bán cứ ở đây cho nên hardware năng software ở hardware gọi bạn đã ở software gọi bạn đã dùng công từ lơ phân phải từ lơ à lương apply chỉ là bỏ cái luôn này những computer những ai chậm lại cả bán cửa sai cho năng hardware năng software sai tới hardware của hardware đấy của hardware bằng computer đấy tục hiến tục hiến Adang tê cho mặt của hardware computer đọc hay chăng thì sai ơi lục bị say bị say mời mẹ ra chơi chơi thì mở computer hardware bên này là thầy say đấy computer hardware đấy mẹ ra nơi tiếc nữa là riêng tiện nơi tia đó nơi tiếc nơi nơi tiếc chọc thôi hardware lúc ba hardware tôi chọn vậy bị ấy trong dây pi máy keyboard ấy lúc được ba hardware. ở con trang là dương từ riêng và to của bài khác với màu như vậy đấy ba how does computer work a computer is a machine composed of hardware and software component dân computer dương nấn và tần ca ba nó cứ ở đây tần nâng hạt vé hơi nó xấu vì nó tập trung một đường rồi kìa tục là tập định vô sọc và a computer receive data through an input unit based on the instruction is it given and after it process the data it sends it back through an output device. How the this come together to make a computer work? Bạn chẳng bên đây thao nó phải là computer từ tụ ban từ này ta phải dạy cả bằng châu miền này ta ở có hardware với miền input device nữa output device đấy có sai khác ở có input device miền này xung khăn những cái input còn input device đấy nó bây giờ dùng computer ta ôp có mùi nát này dùng prao xâm rạp input vậy kì scroll đấy mơ cái này dùng mình đang scroll input đấy input device bằng computer bạn đấy scroll đó Mắt cực thôi mong lúc tác quả mùi nát nhưng hai tập input device hello bạn đây TV dù bạn đây cho anh TV cho anh mà TV device rồi. bạn mình ấy ghế À, nhà cuốn pruin nông men kru. ấy mơ mơ computer dương không cầm lòng computer mơ chướng miên lại rất lại tuần ta mùi ná này phải răng rưu gặp này tốt này hay là input device Nắng phải tôn lục kru. phải tuần Chà. ok Đăng tay lục kru. mở tổ la computer giờ mùi ná cái hay là input device input device Ba lúc phải mau input
input trong price ខ្មែរ ថ្មី គ្រូ chôm dạ đồng chai và ơi mau គ្រូ mau input device ខ្ញុំ đang price ថ្មី trong input គ្រូ kia trâu à mơ sina không đăng tới được dùng chạy công tơ không tì mình nghe chưa trả lời mà tập trâu với nhỉ ông có bao computer input device nữa mới nữa hay input device chào là crew input device miền keyboard miền miền mai và ở con trăn trời vẹt ra không vẹt ra mình dám input device cứ dân miền keyboard đọc bề mai nó dân hai tập pointer device pointer device ta phải output device mình ấy ghê rồi mình là in mình là out à in chỗ à out chỉnh sân print luôn cơ bạn sân print bạn sân print với chia output device hay đọc bề monitor computer dân có ấy ghê anh đang display device với chia input device đại bạn học cún chúng ta computer dùng tầm này cả ba NP để dùng bị trôi tới tam giờ ông có input device để dùng bị trôi tới với chập làm tầm này cả kết tầm này cả tên là này bao nhiêu hai bằng hai như dùng khơi với tam là giá output device ok chúng ta xưa dùng ta tá à input là output nó bị thừa ở computer đào ứng dạng đến mạch bạn lấy dùng mới ok chúng component of computer chẳng smart system of computer chẳng đăng ở miền phí gư hardware nâng software chẳng những mơ tiết ở lâu dân tìm mua sạc xa tìm mua là hardware ta hardware sẽ gì computer hardware include the physical part of a computer chẳng computer hardware nâng cứ dễ rốn cứ xâm đạo từ lớp này rừng này computer miền đôi chìa case thống đó nè thống một con nâng đại dương hai cao thì dương muốn hai tháng CPU CPU cặp bất bình bên CPU thì anh đang hai tập khai được không khai năng lượng miền ấy là TP miền Central Processing Unit và Central Processing Unit nó cứ CPU nó ấy lại được bao công như thế nè miền monitor và miền mouse miền keyboard computer data storage miền này là ô bao co sản phẩm đã sản xuất tên đấy graphic card sound card speaker hay nâng motherboard អញ្ចឹង tất cả នេះ ហើយ យើង ហៅ ថា ផ្នែក រឹង របស់ computer បាទ ផ្នែក រឹង របស់ computer មាន ដូច ជា case CPU monitor mouse keyboard storage graphic card sound card speaker motherboard នៅ ខ្វះ មួយ ទៀត power supply ក៏ ជា ផ្នែក រឹង ដែរ dì rung phải rung cứ xâm lại tới lờ vậy để dừng mưa khơi nhé bạc bạn mưa khơi nhói bạc bạn bởi sau vé bạc hạt cao thì steep hạt cao thì bạn ở lấy dân sẵn sàng tới lờ cash bạn the computer cash includes most of the component of the system. It provides machine support and protection for internal elements such as motherboard, hard disk, and power supply, case control, and direct the flow of cooling air over internal component. Những khác cứ sụp đầu từ lửa ấy. Cái nào đắng? Bạn khác nó cứ chia phần mũi để bảo sản phẩm tục hơi nâng ការពីផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រមួយចំនួនទៀតមានដូចជា hard disk drive power supply និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមើលខេសបាទនេះគឺជាខេសបាទយើងហៅថាខេសអញ្ចឹងខេសគឺដូចជាសបកអញ្ចឹងមើលអត់មានអីទេអញ្ចឹងខេសប្រើសម្រាប់ដាក់ hardware ផ្សេងៗក្នុងទៀតហើយវារក្សាការពារការពារអីការពារដីចូលបាទការពារឆក់ការពារយើងទៅការពារសัตว์ចូលអីនាំឲ្យឆ្លងប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងហ្នឹងខេះគ
cứ sẽ bỏ thùng gì chấm á sẽ bỏ thùng nữa là khay mùi tiền nơi trong khay dân trai đại châu là mấy ở computer đa ban dân đặt mà được bọt còn mà được bọt đấy mà được bọt rồi có main bọt the motherboard is the main component of computer but motherboard គឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយរបស់ computer វាគឺជាបន្ទះក្តារដែលប្រើបាទវាគឺជាបន្ទះក្តារដែលមានភ្ជាប់នៅសៀគ្វីដែលប្រើសម្រាប់ជាមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្នែករឹងរបស់ computer ដតេទៀតអញ្ចឹងផ្នែករឹងដតេទៀតមកភ្ជាប់បានជាមួយនឹងវាគឺភ្ជាប់បាននៅលើ motherboard ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង motherboard អាចភ្ជាប់មួយ motherboard បានមានដូចជា CPU RAM hard disk drive CD or DVD បាទឬក៏ other មានន័យថាផ្សេងផ្សេងទៀត power supply ហ្នឹងតើនេះឡើយហ្នឹងមិញយើងនិយាយពីខេសខេសគឺសបកក្រៅទេប្រើសម្រាប់ការពារដល់ពេលនៅក្នុងខេសយើងមានអីគេសំខាន់ដបងគេដែលខ្ញុំដាក់គឺខ្ញុំដាក់ motherboard វាសំខាន់ជាងគេហើយ motherboard នេះវាបានបង្កើតភ្ជាប់ជាមួយបង្គុំសៀគ្វីដែលប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្នែករឹងដទៃទៀតមាន CPU RAM hard disk បាទpower supply VGA អីហោះហើយបាទអញ្ចឹងមើលនេះរៀងគឺ motherboard បាទនេះ motherboard បាទ motherboard នេះគឺវាបញ្ចប់ប្រទេសសៀគ្វីបាទមាននេះមានរុន USB មានរុន sound card អឺបាទ sound សំឡេងណាបាទនេះ USB ខ្សែដោត mouse បាទខ្សែ mouse ហើយនៅប្រទេសនេះប្រទេសសម្រាប់ដោត network card អានេះដោតដាក់ battery អានេះមាន fan CPU ហើយនឹង ground fan CPU នោះគឺមាន CPU នឹងឯងនេះកន្លែងកលាក់ដាក់ RAM បាទកលាក់ដាក់ RAM មាន jumper សម្រាប់នេះ jumper សម្រាប់ power supply ដោតប្រព័ន្ធគត់គង់ភ្លើងអានេះក៏ប្រព័ន្ធគត់គង់ភ្លើងដែរអានេះអាតូចតូចនេះយើងប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងនេះភ្ជាប់ជាមួយនេះ hard disk drive ឬក៏ CD ROM បាទនៅក្នុងនេះមែនតោះយើងតទៅទៀតអញ្ចឹងទី2ដែលភ្ជាប់ដែលដាក់នៅក្នុងខេសហ្នឹងគឺ power supply បាទ power supply unit ដែលយើងទៅសរសេរកាត់ថា PSU ប្រើសម្រាប់បំលែងភ្លើង PAC យើងហ្នឹងទៅចរន្ត DC ព្រោះអីកុំព្យូទ័រយើងគឺប្រើចរន្តជាប់មិនមែនចរន្តឆ្លាស់ទេអញ្ចឹង power supply នៅពេលដែលភ្លើងយើងដោតចូលគឺ AC ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលទៅក្នុង board របស់ computer គឺទៅជាចរន្ត DC វិញបាទ AC ពាក្យពេញអីគេមើលទៅវាណាផ្កាយ DC ហ្នឹងបាទនេះបាទរឿង power supply វាមានតូចមានធំអាស្រ័យទៅនឹង case computer ឬ mac computer អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញ board ដាក់នៅក្នុង case យើងត្រូវរើសបាទរើសថា board ខេសហ្នឹងតើវាអាចដាក់ board ប្រភេទណាចូល power supply ប្រភេទណាចូលយើងមិនចេះទិញចាប់ឆាយយកមករៀបទេណានឹងបើចង់រៀបកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទី1ទិញខេសទី2មក motherboard ហ្នឹងតើដាក់ខេសណាចូលទី3ដាក់ power ប្រភេទណាចូលទៅណា power supply ហ្នឹងបាទមួយទៀត CPU បាទ CPUពាក្យពេចន៍របស់វាគឺ central processing ឬក៏ processor unit but is responsible for processing all information from program run by our computer the clock speed or the speed at which the processor process information is measured in gigahertz អញ្ចឹងកុំព្យូទ័រយើងដើរលឿនឬក៏យឺតអាស្រ័យទៅនឹងឧបករណ៍មួយដែលយើងហៅថា CPU នេះឯងអញ្ចឹងបើទៅទិញកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់កត្តាសំខាន់យើងមើលប្រភេទ CPU ក្នុងចំណោមបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ណា
không trong nào hardware là bỏ computer play những cái cứ CPU này ai ô bà có xem xem thiết cứ dương ai đọc đố dương ai update bạn phần tái CPU đi dương đâu của bạn đấy phần tái về miền tầm lại play chừng kì chẳng bờ tự tính dương trai gần lấy mơ đồng bồn kia từ mơ CPU ta CPU và phết ấy chùm non ti bà mà trong đó nhà mình hầu vượt đây rồi rồi CPU nâng tao CPU tranh mà đọc bài dự bán đo chùm non ti đo và phết ấy hay chùm non ti bà mà này chẳng CPU với prep đôi chữ khua các bà là bằng đồ chẳng biết chưa cần lại kết chưa cần lại tầm lại ca process chẳng vì lươn rư cô vì dứt cứ là sai năng CPU nó ngại mùi nó sai CPU nó mùi bạn lấy CPU cao pi à cho non chắc với mình là mà chôn lưu chọc năng CPU là vì non thamay nó mà chôn lưu chọc nó lựa bọt CPU với mình cái lẹ chứ ạ với mình cái lẹ chứ là bây giờ dừng riêp computer dừng mơ cái lẹ năng vì ọt mình chặt sao dập ấy thế cứ dừng cái lẹ này bạn cái lẽ đang dùng mưa đại sơ thời cái lẽ từng tới thì tiên có thất bà này ở miền ở của bạn đi tí bấy lực bươn không như tớ đây tầm này ca mối tiết cư ạ xoay tên là RAM RAM tiệm bình với Random Access Memory mà Random Access Memory RAM cứ chỉ hạt về mùi bạn vì miền slot là lơ ma được bót ở dương dâu các bạn RAM có về miền chùm non vào việc đấy miền chùm non vào việc đấy miền trong coi miền homework ấy chẳng RAM đấy cứ về là temporary store miền này là về là cái RAM mới prao chỉ storage mỗi cứ storage chỉ bật đọc sẵn đấy giờ storage đọc sẵn đấy we are storage permanent đổi hạt đi thì dân là lưu computer bỏ dân storage miền pi miền RAM hay năng hạt đi so storage drive miền hạt đi miền SSD như thế còn đây RAM này cứ chưa storage và đỏ xong nếu pi đây dân cầm phung để thuê cá ai cái xa bỏ dân cứ store nó là RAM này ảnh kịch cu vô tư vô máu nó là RAM nếu pi là dân chất bụt tông sell mà anh dân sell nó là hạt đi dân hạt thả permanent storage đó về RAM ấy chia temporary storage và toán và chẳng computer dương đã lươn rồi dưới tí mùi CPU được trong RAM chẳng CP RAM cứ việc cầm phung bắt bạc ca thơ ca nó cứ RAM RAM nè phải chung tới CPU nó ai ai chui kịch và bộ tôi mau tiết đây cái mày nhẹ sao tôi quan mang bộ quần này lắm nhẹ lắm à bạn nhẹ cho nó phải tôi bình tâm được thôi chẳng phải ai và tôi liếm liếm rồi nhưng mà quay đúng rồi tôi nhẹ tính màu ba rồi ai nhá nhà tôi tam làm đã xin tên xong bao nhiêu mấy ơi ba ba này ok dừng tới tiết lấy RAM nhóm lực tại bay màu và hàng chứ miền DDR, DDR2, DDR3 nếu không kịch cao sài chứa homework nhập hỏi nhận ở research nhưng mà his và hai story bỏ RAM nóng RAM tăng vì chúng nó có cao hết màu hồ đọc bài bón miền lục hết RAM ấy khác chúng nó tìm vào màn chương là không homework miễn đợi dương sắc xa và thêm và mối tiết hạt trai hạt trái này cứ chỉ ôm co môi dùm rạp tục tên này lạc nạc permanent này the hạt trái is a storage device responsible for storage permanent and temporary data mê nà vì ai ra xa tục và ạ chân trái hay nâng bà đỏ xanh à bà đỏ xanh mê nà dương xe tục hay dương lục cháu và hãy bờ mình lục tới về nơi hôn năng there are two different thai of storage device ឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺ storage device យើងហ្នឹងមាន2ដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់បាទទី1គឺយើង hard disk drive ដែលយើងសេកាត់ HDD ហើយនឹងមួយទៀតអាចំនួនថ្មីនេះយើងហៅថា solid state drive SSD
HDD nâng SSD SSD miền tầm hôm tàu chiên bạn tầm hôm mong mình lên snap mình lên tầm hôm tục thế bởi tầm hôm tục về miền tam tầm hôm được kia thế bàn tay bởi rụp riêng bảo vệ anh thông chiên anh tàu chiên bạn hay ta tông là bướn HDD này dư chừng SSD đôi dường USB chứ về miền USB 2 speed miền speed 2.0 USB 3 đại miền rụp riêng và đồ bỏ kêu về miền speed 2.0 nâng ảnh mỗi tiết chúng ta tiếp theo đôi chỉ năng xạ công chỉ năng xạ từ sập đài nhưng về miền fast charge à charge lươn nâng à charge thom ra chỉ đạo ở ra chụp non nhưng đi bạn lý bỏ SSD riêng bỏ SSD này riêng bỏ hạt đi computer laptop này riêng bỏ hạt đi computer laptop tệ tông hạt đi này SSD hay nâng hạt đi computer laptop ai do computer laptop bao nhiêu kia vẫn ai computer laptop vẫn ai đã cho phòng desktop laptop cả thế đó này riêng bỏ viên chấm mũi tiết VGA card vì cái khăn này về tầm khăn tầm rap đặt lên game gamer nè hay là designer nè đại cù graphic cù plot và cái vì cái khăn vì cái khăn also known as a video display card or graphic adapter và vì cái khăn nó việc bên về video graphic và adapter và vì prao sầm rap và bằng hàng phim chụp này rồi phim từ lưu monitor và chẳng nơi bên là liên game chứ trời ca năng ảnh đã trời ca năng ảnh miền này là việc chun rụp phim ai nhạc mơ lưng mơ tới việc chạy này hay thao việc smooth và hay bên nhà cô plong thông thông cứ trời ca năng khăng bồng phật và trời ca khăng bồng phật bảo dân như công như tờ miền graphic card bố tế cô ở cao thì cứ đau ở rồi tạm đó bạn còn hay mối tiền nè có edit video editor năng chẳng đá về bảo dân như graphic card năng tối về render video năng dự nít VGA card nhóm ổn dây bị máu, ổn dây bị keyboard ấy nâng tế nè bạn ở xa nâng dương chụp rồi ngay ở đây là không dây bánh bánh cứ thấp nơi nực nông thông một bọn được ổn vì mình network card được tiệt bạn ở lời mê riêng dương dương chọc tại phần năng hay dương miền homework trong nguồn bạn trong nguồn buồn trong nguồn buồn mơ hỏi homework homework ni khnyom nung yok trâu khnyom ngai na khla ha khnyom jeung mak kra mak kra ba lu trâu ngai chan ni mak kra trâu ngai chan chan nung ngai sau ba okay a lâu homework 4 ni keu khnyom yok mo veng neu khai chan neak dae tveu hai ta sei hai aich thot ban cho telegram to khluon bos khnyom ban rồi có chăm mơ chăm phơ ai ta hai sân mà rồi có chăm ai upload cho Google Drive bao nhiêu cục mình đăng đây bữa sân ban trên lịch năm nhiều một bạn coi vậy mơ oh chẳng bữa sân được chăm ai ban rồi có upload cho Google Drive hay gì oh chưa nghe một cái chẳng sân khăn là ai phơ ai hai ở trong buồn sùng ngủ mũi đấy cứ what is the bit different bit GPU and VGA GPU vừa có chưa ốp co mũi mà hardware mũi prao sầm rập chui từ lửa display đấy. Phần đấy GPU đi tụm chân trong cõi VGA này bị miền du hỏi chẳng những ai nào compare về GPU năng VGA. TP ở research tập hệ bảo RAM, TP research ở P chủng non hay là tập hệ bảo CPU, bạn mình CPC nhé CPU, anh CPU nhé CPU. Bạn hãy mua tiết ở trong cái kia nhóm ai nè ở khnết
compare cái trong storage dương cứ solid state drive hay là hard disk drive ở compare mới ta solid drive solid state drive SSD hay là HDD những việc speed bị giảm mạnh không này giảm mạnh chẳng buồn đấy cứ khi ông dọc là khải chán chạm ở hai nhóm dọc là ngày chán là bây đậm tụt chạm khải xây chiếc máy ong lê được rồi xây chiếc máy và ở bên xây ong lê đấy và nhưng mà sẽ ông lê tế sẽ chứ không ai mà chúng ta dừng tên đây đây nhưng mình ấy ngon lấy tựa tương ngày nắng dừng riêng tựa tương là component bằng computer mình đã dừng sắc xa từ lửa hạt hạt về mình ấy xuống xuống hỏi xưa xin mua không vợ lực rưu ở trái tay à ở trái research nên hay là riêng đam credit đồ cả research về khăn ok miền ích xua tới đấy ọt miền phong lúc rưu ọt miền đấy ok à lâu bỏ ọt miền đây nhằm xong hai bọt